Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tái xuất sau 2 năm vắng bóng. Sau 2 năm vắng bóng trên tất cả các sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trở lại trong chương trình Đêm Hồng Phượng, Người Đò Đò vào tối ngày 29 tháng 6 tại rạp Hồng Liên, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một ngôi sao sáng của sân khấu cải lương, ông từng được mệnh danh là ông hoàng cải lương Hồ Quảng, mà cho đến nay chưa có nghệ sĩ nam cùng thời nào có được sức hút khán giả bằng ông. Năm 2016, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bất ngờ xuất hiện trong chương trình truyền hình Sao Nối Ngôi để hỗ trợ cho cháu gái Hồng Phượng với tiết mục Duyên Kiếp, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Cũng trong năm đó, cháu gái ông đoạt giải Á quân và có những bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp cho đến hôm nay. Sau chương trình đó, vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gần như không nhận lời tham gia biểu diễn ở bất kỳ sân khấu nào. Khán giả cả nước cũng như các kiều bào luôn mong đợi sức khỏe của ông phục hồi để được xem mau xuất hiện trở lại trên sân khấu. Tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tái xuất khiến cho khán giả hâm mộ vỡ òa. Ông chia sẻ 2 năm qua không biểu diễn trên sân khấu đối với Vũ Linh là một khoảng thời gian rất dài. Vũ Linh thực sự rất nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ các bạn diễn, nhớ tiếng vỗ tay của khán giả. Hiện tại sức khỏe của Vũ Linh đã tạm ổn định nên Vũ Linh quyết định biểu diễn trở lại, xem như một món quà tri ân khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người khởi xướng và dàn dựng chương trình Người Đưa Đò 1, 2, 3, 4 rất thành công, đưa tên tuổi của các cô đào Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy, Thanh Ngân, Thanh Hằng, kế đến là Quế Trân, Tú Dương, Trinh Trinh, Lê Hồng Thắm đến gần khán giả. Và lần này Vũ Linh sẽ đưa đò cho cháu gái Hồng Phượng. Trong chương trình lần này, ngoài việc song ca với cháu gái Hồng Phượng bài tân cổ Đêm Gành Hào, Nhớ Điệu Hòa Lan, ông còn trực tiếp dàn dựng và biểu diễn 3 trích đoạn cải lương cùng sự xuất hiện của Hồng Nhung, em ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và là mẹ ruột của Hồng Phượng, nghệ sĩ Tiểu Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, Trinh Trinh. Khán giả chen nhau xông vào hậu trường để nhìn nghệ sĩ Vũ Linh. Tối ngày 29 tháng 6, mini live show của ca sĩ Hồng Phượng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đồng thời là cậu ruột của Hồng Phượng. Lần xuất hiện này cũng đánh dấu sự trở lại của ông sau 2 năm vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. Sau nửa thế kỷ đứng trên sân khấu, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Mỗi màn trình diễn của ông, hoặc sau những câu ca vọng cổ cải lương đều được tán thưởng nhiệt liệt. Đặc biệt trong khung giờ giải lao, khán giả còn ùa vào hậu trường để được tận mắt xem nghệ sĩ Vũ Linh trang điểm, chụp ảnh lưu niệm cùng ông. Trong hàng trăm khán giả đến xem đêm diễn này có cả người già lẫn người trẻ. Trẻ nhỏ là khán giả cứng của bộ môn cải lương, còn những khán giả đang sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có một lượng khán giả đến từ các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp. Họ đến thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều tối và ra về ngay trong đêm sau khi đêm diễn kết thúc. Do thời lượng khá dài, nhiều tiết mục nên đêm diễn kết thúc muộn. Bước sang 0 giờ 35 phút ngày 30 tháng 6 nhưng khán giả vẫn ở lại đến cuối cùng. Trong đêm diễn này, nghệ sĩ Vũ Linh hát bài Ông Lái Đò để mở màn. Tiếp đến là Đêm Gành Hào, Nghe Điệu Hòa Lan. Ông cũng tham gia vào ca cảnh Tình Cậu, hát chung với Hồng Phượng trích đoạn Tây Thiên Phủ Khúc, diễn cùng Trinh Trinh và tái dựng trích đoạn Hoàng Vọng Phu từng làm nên tên tuổi của Vũ Linh. Trên hàng ghế khán giả, họ nhắc nhiều về Vũ Linh với những vai diễn tuồng cổ kinh điển. Cách ra bộ vũ đạo của ông vẫn còn nhuần nhuyễn thuần thục khiến cho khán giả thích thú. Trong đêm diễn, khán giả đã có một phen hốt hoảng sau tiết mục song ca của ca sĩ Hồng Phượng và Đông Dương. Do có sử dụng pháo hoa, pháo màu tạo khói nên hệ thống báo cháy reo liên tục, không gian khán phòng bị bao phủ bởi mùi khói khiến cho khán giả hoảng loạn bỏ chạy vì tưởng có sự cố cháy. Hồng Phượng và MC ra sức trấn an khán giả để đêm diễn được tiếp tục diễn ra. Nghệ sĩ Vũ Linh chuẩn bị trang phục trong hậu trường trước khi diễn mở màn. Ông trang điểm ở nhà và đến sân khấu vào lúc 20 giờ. Sau đó nam nghệ sĩ chỉnh trang, thêm đôi chỗ trước khi ra biểu diễn. Cuộc sống cô đơn không vợ con của danh ca cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh năm 1958 tại Sài Gòn trong một gia đình có 6 chị em. Anh là thứ tư, dưới còn 2 người em, cũng theo nghề là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh. Vũ Linh đam mê cải lương từ nhỏ nhưng cha mẹ không cho đi hát. Hết lớp 5, anh kiếm cớ xin cha mẹ cho nghỉ, lén tới nhà thầy Văn Vĩ học ca cải lương với sự giúp đỡ của một người hàng xóm gần nhà. Mỗi ngày trở đi, thầy Văn Vĩ đặt nghệ danh cho anh là Hồn Tuấn Linh. Sau này đi hát, anh đổi thành Vũ Linh. Khi Vũ Linh đi hát show được nhiều người biết thì cha mẹ mới hay con trai theo nghề. 14-15 tuổi, Vũ Linh theo đoàn hát và tên tuổi nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng của sân khấu cải lương thời bấy giờ. Trên sân khấu, anh hát cặp với ai người đó nổi tiếng. Rất nhiều cô đào tài sắc thương thầm trộm nhớ, nhưng anh chọn cho mình cuộc sống cô đơn. Đó là những gì người mọi điều biết về ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh. Nhưng đằng sau bức chân dung mà ai cũng biết kia còn có một Vũ Linh khác. Tài đức vẹn toàn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được mọi người kính trọng bởi tài đức và sự mẫu mực. cả trong nghề lẫn trong đời. Dù thân thích trù thịt hay người dân nước lạ, Vũ Linh luôn đối đãi bằng cả sự bao dung và âm thầm giúp đỡ, không chờ hồi báo. Theo lời kể của nghệ sĩ Hồng Nhung, Vũ Linh chưa bao giờ dùng cái tên của mình để tìm vai diễn cho các em. Thậm chí người ta tới gặp anh Vũ Linh, ngỏ ý muốn mời vai Hồng Nhung và Tiểu Linh, nhưng vì muốn giúp một nghệ sĩ khác nên gặp khó khăn, nên anh bảo thôi, mời cô A, anh B đi, em tôi tuy có thiệt thòi, nhưng còn có tôi lo cho chúng nó được. Em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh kể, khi dẫn tuồng dù là đoàn hát của gia đình, nhưng trên bảng phân vai, tên của các em anh không bao giờ được để đầu. Dù đều là đào chính, kép chính như nhau, sự rõ ràng và bảo mật trong từng việc nhỏ của Vũ Linh khiến cho ai ai cũng nể trọng. Anh Vũ Linh không bao giờ phô trương, làm chuyện gì cũng âm thầm. Từ xưa đến giờ đến vậy, anh Linh đã ra nước ngoài chơi. Nếu tình cờ gặp bầu xô, người ta mời diễn, các giờ cỡ nào, anh ấy cũng không nhận. Anh Linh không kiêu căng, không phách lối, nhưng anh nghĩ đi chơi là đi chơi. Anh Linh chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tiền bạc, nghệ sĩ Hồng Nhung cho biết thêm. Cũng theo lời kể của em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng ngày nào là người thường xuyên làm từ thiện, nhưng chưa bao giờ khoe khoang trên báo hay với bất kỳ ai. Có những việc chỉ hai anh em nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Nhung biết với nhau. Cứ coi báo thấy hoàn cảnh nào khó khăn, anh Linh lại tìm tới tận nơi giúp đỡ. Có lần anh Linh coi báo thấy một cậu bé nhà nghèo bị xe tải cán gãy chân, anh rủ tôi đi thẳng vô viện, gặp trực tiếp cậu bé và bác sĩ. Anh nói với bác sĩ, tôi sẽ lo hết cho cháu, vấn đề tiền bạc vô tư, các bác sĩ xin tận tình chữa trị cho cháu bé. Nghệ sĩ Hồng Nhung chia sẻ đầy tự hào về người anh của mình. Cuộc sống cô đơn trong men rượu. Có lẽ không nhiều người biết rằng đằng sau một nghệ sĩ Vũ Linh nghiêm khắc và khó tính lại là người rất mềm yếu và mau nước mắt. Cả đời anh gần như dành hết sự yêu thương, lo lắng, bảo bọc cho cha mẹ và các em, nên quên nghĩ tới phần mình. Mặc dù được rất nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộm, nhưng anh vẫn không đón nhận ai. Một ngày anh bồng một bé gái xinh xắn về nhà và báo với mọi người đó là con anh. Anh đặt tên cho cô bé là Hồng Loan. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc Vũ Linh ăn ở với cô gái nào nên có con rơi con rớt, bởi Hồng Loan có nhiều nét giống người chị hai đã mất lúc nhỏ và cả em gái Hồng Nhung của Vũ Linh. Nhưng hỏi ra mới biết anh động lòng trắc ẩn mà xin cô bé về làm con nuôi. Mẹ của Hồng Loan năm ấy mới 16 tuổi, bị anh rể dụ dỗ, dò nạt nên mang bầu. Bà ngoại đòi bỏ cháu vì sợ mang tiếng. Vũ Linh biết chuyện liền xin cô bé về nuôi. Tiếng là con nuôi nhưng tình cảm gắn kết không khác gì ruột thịt. Hồng Loan càng lớn càng xinh, cô bé lễ phép và yêu thương ông bà, cô dì, chú bác như ruột thịt của mình. Nghệ sĩ Hồng Nhung nhớ lại, Hồng Loan có phước lắm, cả nhà từ mẹ tôi tới anh Tư, anh Năm ai cũng thương nó. Ngược lại Hồng Loan chưa bao giờ kiêu căng cãi mình là con anh Vũ Linh mà có thái độ không đúng với mọi người. Hồng Loan biết trên biết dưới, sống nghĩa tình. Có lẽ nó ảnh hưởng từ tính cách của cha là anh Năm Vũ Linh. Từ khi Cải Lương bị mất khán giả, những show diễn thưa dần, ông Hoàng Cải Lương ngày nào cũng lùi vào hậu trường như bao nghệ sĩ danh tiếng khác. Những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra. Cô con gái Hồng Loan lấy chồng sinh con rồi cũng dang dở một lần. Hồng Nhung, người em gái anh yêu thương bảo bọc từ nhỏ, cứ lần đận tình duyên hết lần này đến lần khác, khiến cho anh nhiều đêm dài khóc hết nước mắt. Cách đây khoảng chục năm, vì công chuyện làm ăn thất bại, Hồng Nhung lỡ để mất căn nhà từ đường do cha mẹ để lại. Vừa giận vừa thương em, nhưng chuyện đã rồi, không cứu vãn kịp. Vũ Linh buồn chán để mình chìm trong men rượu từ đó tới nay. Có những lần say rượu, anh bị ngã say sẩm mặt mày, nhưng khỏe rồi anh lại uống tiếp, không ai khuyên can được. Ở tuổi 60, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống cô đơn trong ngôi nhà riêng tại quận Phú Nhuận. Sống chung nhà là vài khán giả yêu thương Cải Lương và mến mộ tài đức của anh. Nghệ sĩ Hồng Nhung bùi ngùi chia sẻ, tại tôi ích kỷ, nếu hồi đó tôi không nói anh Năm đừng lấy vợ, anh Năm cưới vợ về, vợ nắm quyền hết, lại xa cách gia đình, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Giờ tôi mới thấy xót xa cho anh mình, phải chi anh Năm có người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc thì tốt biết mấy. Giờ tôi chỉ muốn làm mọi điều để anh Năm vui.